những chúng sanh ở nơi ba đường ác, ở chỗ sâu kín tối tăm. Tam thiên đại thiên thế giới, tuy có nhiều mặt trời, nhiều mặt trăng, nhiều núi tu di, nhưng cũng có nhiều nơi sâu kín tối tăm. U chính là đen tối, ẩn chính là nhìn không thấy, ám xứ nghĩa là không có ánh sáng, là chỗ mà con người không nhìn thấy được, không nghe được. Đây là nơi tối tăm. Nơi tối tăm là ở chỗ nào vậy? Chính là tam đồ. Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Lại có thuyết nói tam đồ là huyết đồ, đao đồ và hỏa đồ. Tóm lại mà nói, ba loại này đều là nơi không tốt để sống. Mặc dù là chỗ không tốt, nhưng vẫn có những loại chúng sanh sống ở đó. Vì bị sanh bởi nghiệp báo của mình, nên sống ở những nơi này. Ở nơi chỗ tối tăm này, sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời, mặt trăng. Nhưng nghe thần chú của ta đây, nếu được nghe thần chú này của ta, chú này là chú gì? Là chú Đại Bi, đều được lìa khổ. Tất cả đều rời khổ đau, được an lạc. Tại sao xa rời được khổ đau? Vì nghe thấy chú Đại Bi, cho nên xa lìa khổ đau. Đây là chúng sanh trong ba ác đạo, nghe đến chú Đại Bi thì được lợi ích. Ha ha ha,